xin kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị một năm mới 2022 tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết từ Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, ngày 2 tháng 1 năm 2022. Quý vị thân mến, tỉnh Lâm Đồng chúng ta đón một ngày đầu năm mới với thời tiết khá lý tưởng. Trời se lạnh tại các khu vực phía Bắc của tỉnh. Ban ngày nhiều mây, không có nắng gắt và chỉ có mưa nhẹ xuất hiện ở một vài nơi. Rất thích hợp để ra ngoài du ngoạn và tận hưởng không khí trong những ngày bình thường mới này. Và theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, thì trong 24 giờ tới, tỉnh ta chịu ảnh hưởng rìa phía Nam, lưỡi áp cao lạnh lục địa trên cao ảnh hưởng của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Cụ thể như sau. Tại khu vực phía bắc của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông. Thời tiết khu vực này là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ xuống thấp, dao động từ 11 đến 20 độ, độ ẩm trung bình là 80 đến 85%. Và tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ngày mai thời tiết tại khu vực này là mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày trời nắng ráo, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Và tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nền nhiệt ở khu vực này dao động từ 16 đến 29 độ, độ ẩm trung bình là 73 đến 78%. Ban ngày trời nắng nhiều mây, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Đây là khu vực có nhiệt độ cao nhất tỉnh Lâm Đồng và giữa trưa có thể lên đến 32 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 65 đến 70%. Khu vực này cũng có thời tiết đẹp vào ban ngày với trời nắng ấm nhiều mây, đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Quý vị thân mến, chanh hoa tím là loại cây có múi, hiện đang được nông dân các tỉnh miền Tây trồng khá nhiều. Và lợi thế của cây chanh hoa tím là cho trái quanh năm, nên giống cây này đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Và nhận thấy được lợi thế này, một nhà nông ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà đã quyết định mang chanh lai bông tím về đây trồng thử nghiệm và mang lại những tín hiệu khả quan. Cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Khép lại chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.